Thưa quý vị, khi nói về nhiễm khuẩn Helicobacter pylori hay còn gọi tắt đó là HP, đây là tình trạng rất là phổ biến ở nước ta cũng như là trên thế giới. Và theo thống kê thì tỷ lệ nhiễm HP ở người Việt Nam hiện nay đang ở mức khoảng 87,5%. Vâng ạ, con số có thể nói rất là cao đúng không ạ? 87,5% ạ. Đặc biệt là nhóm trẻ dưới 8 tuổi được xem là nhóm đối tượng có tỷ lệ nhiễm HP rất cao, và trong đó là chiếm khoảng là 98% ạ. Vi khuẩn HP diễn tiến âm thầm nhưng là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư dạ dày. Song nếu như mà được phát hiện sớm, điều trị đúng liệu trình thì người nhiễm HP có thể được chữa khỏi hoàn toàn mà không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên, với đối tượng trẻ em thì như thế nào? Trẻ nhiễm khuẩn HP có nguy cơ biến chứng hay là ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ hay không? Có nên tầm soát nhiễm khuẩn HP cho trẻ hay không? Và việc điều trị cho trẻ bị nhiễm khuẩn HP như thế nào? Đây chính là những nội dung mà chúng tôi muốn truyền tải đến quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bác sĩ gia đình ngày hôm nay. Thưa quý vị, và đang có mặt tại trường quay đồng hành cùng với quý vị, giải đáp cho quý vị những thông tin liên quan đến việc nhiễm khuẩn HP ở trẻ em. Chúng tôi xin được giới thiệu sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Trúc Anh, chuyên khoa nhi đến từ Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương. Xin chào các bạn xem đài. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thật là cụ thể nhiễm khuẩn HP là gì, và sau đó thì chúng ta sẽ có những câu hỏi dành cho bác sĩ Trúc Anh để làm rõ hơn vấn đề này qua phóng sự sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi ạ. Hiện nay, tình trạng trẻ em bị viêm loét dạ dày và dương tính khuẩn HP ngày càng phổ biến và được xem là một thách thức đối với y tế cộng đồng. Nhiễm khuẩn HP được xem là lớp vi khuẩn gây viêm loét dạ dày và tá tràng, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng hơn 2/3 dân số nhiễm khuẩn HP, trong đó tỷ lệ trẻ em dưới 8 tuổi nhiễm HP trong gia đình có người mang vi khuẩn HP cao gấp 4 lần so với các nước phát triển. Trường hợp như bé trai này, bé được mẹ đưa đến bệnh viện khám trong tình trạng đau bụng, đi ngoài phân đen, người mệt mỏi. Song những triệu chứng này cũng rất dễ nhầm với bệnh rối loạn tiêu hóa. Trên thực tế, nhiễm vi khuẩn HP ở trẻ em rất khó nhận biết do triệu chứng tương đồng với các bệnh khác. Vì vậy, khi thấy con mình có những biểu hiện khó chịu ở vùng bụng, tiêu hóa, việc đưa trẻ đi khám chuyên khoa sẽ là lựa chọn sáng suốt. Bởi phát hiện sớm và chữa trị kịp thời là rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe và phát triển toàn diện của trẻ. Với số câu hỏi của MC Việt Hà thì mình xin có những cái ý kiến như thế này. Vi khuẩn HP viết tắt của cái tên khoa học là Helicobacter pylori và được phát hiện vào năm 1982 bởi hai bác sĩ người Úc. Và cho tới hiện tại thì được hiểu biết khá nhiều về vi khuẩn này. Nó là một cái loại vi khuẩn gram âm có hình xoắn ốc và thường hay gọi là xoắn khuẩn gram âm. Và khi một cái người bị nhiễm vi khuẩn này thì nó sẽ sống và tồn tại ở dạ dày một thời gian rất là dài, có thể sẽ gây ra những cái triệu chứng cụ thể trên dạ dày hoặc có khi không có một cái triệu chứng gì đặc biệt. Cho tới hiện tại thì khoảng 2/3 tỷ lệ dân số thế giới đã nhiễm con vi khuẩn này, và đặc biệt ở những cái nước đang phát triển, các vùng Đông Nam Á như mình hoặc là đặc biệt là Việt Nam mình, thì cái tỷ lệ nhiễm giống như Việt Hà đã giới thiệu là nó rất là cao như vậy. Và đặc biệt ở trẻ em thì nó còn cao hơn nữa. Và cho tới hiện tại thì cái hiểu biết về vi khuẩn HP trên trẻ em thì cũng có được nhiều nghiên cứu trên cái đối tượng này, và cũng có một cái hiểu biết nhất định cho tới thời điểm hiện tại thì người ta đã ghi nhận như thế này. Cái lứa tuổi trẻ mà đã được phát hiện có nhiễm HP mà nhỏ là từ 2 tuổi trở lên đã có thể nhiễm HP. Cái thứ hai là cái trẻ gái thì sẽ nhiễm nhiều hơn, tỷ lệ nó nhiễm nhiều hơn là trẻ trai. Cái tình hình nhiễm HP nó cũng thay đổi tùy theo cái vùng sinh sống. Thứ hai nữa là cái điều kiện sống của cái môi trường đó. Rồi cái tỷ lệ mà cái thành viên trong gia đình đó, bị nhiễm HP cũng như là cái thói quen sinh hoạt nó quyết định cho cái tỷ lệ nhiễm của trẻ. Ngoài ra thì tới hiện tại người ta cũng thấy được rằng thì vấn đề tái nhiễm ở trẻ em sau khi điều trị nó rất là cao, và đặc biệt ở trẻ nhỏ thì nó có một cái hệ điều hòa miễn dịch khá là đặc biệt, nó sẽ có thể tự tiệt trừ
HB tự lành sau một cái thời gian bị nhiễm thì người ta có những cái nghiên cứu và cho thấy là khoảng 4,7% nó sẽ tự lành theo năm từ khi trẻ bị nhiễm. Và đồng thời là cái tỷ lệ mà người ta cho thấy là khi bị nhiễm HB mà tiến tới ung thư đó thì cho tới hiện tại ở trẻ em cũng chưa có một cái bằng chứng rõ ràng nó khác biệt ở người lớn như vậy. Đồng thời là hiện tại thì cái nghiên cứu mới nhất á, của một cái viện nhi trung ương á, thì người ta đưa ra rằng có sự liên quan của một số cái gen, đặc biệt cái gen CAG A, những cái trẻ mang cái kiểu gen này á, thì bị nhiễm HB thì cái tỷ lệ loét dạ dày tá tràng sẽ tăng theo tuổi. Đó là những cái mới sau này người ta có những cái nghiên cứu thêm. Ngoài ra thì tới tình hình tại bây giờ thì cái vấn đề đề kháng kháng sinh và đa kháng kháng sinh ở trẻ cũng là một cái vấn đề mà người ta cũng đang là phải để ý đến vì nó rất là cao. Cho nên cái việc chẩn đoán nhiễm HB để đi đến cái chuyện tiệt trừ HB ấy, thì nó phải rất là nghiêm ngặt ở trẻ em. Đồng thời chọn cái lứa tuổi nào, khi nào mình phải quyết định để tìm vi khuẩn HB và tiệt trừ cho trẻ vì những cái lý do mình đã nêu trên. Dạ vâng ạ, bác sĩ cũng đã có những giải thích nhất định để cho các bậc phụ huynh hiểu thêm về nhiễm khuẩn HB. Ở đây thì chúng tôi cũng muốn hiểu thêm đó là cái nguồn lây, từ nguồn lây HB vào cơ thể như thế nào ạ? Tại sao trẻ em lại bị có khả năng là bị nhiễm HB nhiều như vậy, thưa bác sĩ Trúc Anh? Thưa quý vị khán giả, cái nguồn lây HB thì tạm thời mình sẽ chia thành hai cái nguồn. Trong đó nguồn lây, rồi nguy cơ và cái đường lây. Bác sẽ phân tích rõ ba cái phần đó. Về nguồn lây thì thường trực tiếp là những cái chất tiết của cái người bị nhiễm HB, ví dụ như nước bọt, rồi cái chất nôn, phân, đó trực tiếp từ cái người mang HB. Và cái nguồn lây gián tiếp có nghĩa là những từ cái nguồn trực tiếp nó nhiễm cho cái nguồn gián tiếp và người khác tiếp xúc vẫn có thể bị, thí dụ như là từ phân, từ thực phẩm ăn nè, rồi từ cái dụng cụ muỗng đũa ly, hoặc là những cái nguồn nước, nguồn thực phẩm mà nó vô tình nó nhiễm phải, hoặc thậm chí là những cái thủ thuật trong bệnh viện nó cũng mang vi khuẩn HB, nếu bị nhiễm lại thì người khác tiếp xúc vẫn có thể bị. Và cái đường lây thì thường là nó có thể chia thành ba cái đường cơ bản, ví dụ đường miệng coi như nó trực tiếp, thứ hai là cái đường phân miệng có nghĩa là thường là gián tiếp, thứ ba là dạ dày thì thường nó sẽ rớt vào cái dạng giống như là những cái thủ thuật trong bệnh viện nhiều hơn. Từ cái thủ thuật làm và sang cái bệnh nhân khác mà nó lây. Đó. Ngoài những cái nguy cơ mà người ta cho tới hiện tại đó là thấy nó có khả năng là gây nguy cơ tăng lây nhiễm từ người sang người kia đó, đặc biệt là trẻ em nữa, thì cái nguy cơ mà người ta bàn nhiều nhất là trên cùng một cái bàn ăn, cùng bàn ăn với nhau, nếu mà mình sử dụng chung những cái dụng cụ ăn uống như ly, tách, muỗng, hoặc là cái thói quen chấm chung một cái chén nước mắm, hoặc là mình nhúng cái đũa của mình trực tiếp vào những cái tô trên bàn ăn và người khác cũng như vậy thì nó sẽ lây nhiễm. Cái thứ kế nữa là cái thói quen nhai mớm thức ăn hoặc là thậm chí là nếm thức ăn cho trẻ, nước cho trẻ đó, thì nó cũng tăng cái nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra thì những cái nơi mà điều kiện sống đông đúc như nhà trẻ rồi trường học này kia đó, hoặc là cái nguồn nước mà người ta thấy là cái nguồn nước giếng đó không được hợp vệ sinh thì nó sẽ tăng cái nguy cơ lây nhiễm. Lúc nãy thì bác sĩ cũng có đề cập đến là khoảng gần 5% là có thể là tự khỏi, có nghĩa là cơ thể của mọi người có thể tự tiêu diệt được cái nhiễm khuẩn HB này. Ở em bé đó là nó có một cái điều hòa miễn dịch khác người lớn, cho nên khi nhiễm HB tự bản thân em bé nó có thể tự lành. Và cái tỷ lệ là 4,7 gần 5% cho mỗi năm sau nhiễm. Có thể là nhiễm bữa nay thì sau một thời gian có thể nó sẽ giảm từ từ. Cảm ơn thông tin này của bác sĩ. Có rất là nhiều bậc phụ huynh thì cũng thắc mắc là khi mà con em mình có những cái triệu chứng như đau bụng, nó cũng giống như là bị cái triệu chứng như rối loạn tiêu hóa chẳng hạn. Thì nó làm sao có thể phân biệt được rối loạn tiêu hóa với nhiễm khuẩn HB nó sẽ như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Có cái dấu hiệu nhận biết nào hay không ạ? Dạ có. Bình thường một em bé tới khám đó, thì thường với triệu chứng đau bụng thì nó rất là nhiều cái nguyên nhân, không chỉ là HB. Và thậm chí là khi nhiễm HB đôi khi không có một cái triệu chứng nào cả, gần như chiếm 80%. Nhưng mà một khi là biểu hiện nhiễm HB mà đã có loét tá tràng, loét dạ dày thì thường nó sẽ biểu hiện triệu chứng. Ngoài cái triệu chứng đau bụng thì sẽ có những cái dấu cảnh báo sau đây thì mình nên nghĩ tới
và đi tìm HP cho trẻ. Đó, thứ nhất là trẻ có cái tình trạng đau bụng 1/4 trên và dưới bụng phải, đau dai dẳng. Ngoài ra trẻ có một cái tình trạng nữa là khó nuốt, nuốt đau hoặc là ói dai dẳng và dữ dội. Thậm chí là trẻ sụt cân, sụt ký, chậm tăng trưởng. Hoặc là trẻ có tình trạng chảy máu ở đường ruột như là đi tiêu phân đen, hoặc thậm chí là nhiều là ói ra máu, hoặc là trẻ có thể bị ngất. Hoặc là trẻ có một cái tình trạng sốt mà mình không có giải thích được cái lý do. Và ảnh hưởng tới cái vấn đề phát triển của trẻ luôn. Ngoài ra trên một cái trẻ mà có những cái triệu chứng nghiêm trọng đó, cộng với tiền sử gia đình có người bị loét dạ dày tá tràng, có những người bị viêm ruột hoặc cái bệnh lý celiac, thì mình nên nghĩ tới là trẻ có khả năng là nhiễm HP và nó có những cái triệu chứng nghiêm trọng phải đi tìm. Khi mà trẻ bị nhiễm khuẩn HP thì trẻ sẽ có những cái biến chứng như thế nào về sức khỏe của mình, thưa bác sĩ? Khi mà bị nhiễm HP về lâu về dài, tại vì trẻ nhỏ thì nó đang cái giai đoạn phát triển, và đến một lúc đó đó trẻ cũng lớn lên theo thời gian, và cái tỷ lệ biến chứng nó sẽ cũng có thể tăng theo thời gian và dần theo cái hướng của người lớn. Thì chung quy là mình khi bị nhiễm HP thì trẻ sẽ có những cái biến chứng sau đây. Thứ nhất là viêm loét dạ dày tá tràng. Cái thứ hai là một cái tình trạng viêm teo cái niêm mạc dạ dày. Một kế đến là hầu như 100% là khi nhiễm HP á, thì có một cái tình trạng viêm cấp và mãn ở dạ dày luôn. Còn cái tỷ lệ ung thư thì thường thường chỉ chiếm dưới 1% hoặc 1% mà thôi. Xin được cảm ơn những thông tin hết sức ý nghĩa từ bác sĩ Trúc Anh.